thầy được thôi, thầy bắt vô nhị tỳ thôi, gom lại tất cả đều là một chữ thầy. Do đó dứt khoát mình phải mời thầy. Thầy ăn lẹ lên đi rồi đi. Không đi cái cú này hai thầy trò ăn mì gói cả đời. Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa? Dạ đủ hết rồi luôn cậu. Còn gạo muối đây chưa bỏ vô. Đem dạ, thì đem cho đầy đủ. Dạ chú nghe con bả luôn nha bụng. Chắc chắn cú này thầy trò mình sẽ được ăn một bữa lớn rồi. Có mùi gà nha bụng. Yên tâm đi, cúng là phải có gà. Vậy hả? Thằng con á, cái bụng có chừa con hai đùi gà đi. Còn phần sơ bụng á là cái đầu với cái cánh. Còn cái phong câu à, còn kính thầy luôn á. Mày hay quá. Con gà có hai cái đùi mày dành mày ăn miết. Tao cứ nhường mày hoài, càng ngày tao càng teo lại rồi. Phải thông cảm cho thầy đi. Mày nghĩ sao, tao gần lớn tuổi rồi, mày cho ăn đùi gà vậy, không cho ăn đùi gà mày cho ăn cái đầu với cái cánh, tao mắc xương tao chết thì sao? Không phải đâu. Ăn cái cánh á để cho thầy mọc cái cánh ra bay khắp mọi nơi. Còn cái đầu á để cho thầy thông minh hơn nữa, để đi gạt người ta. Thiệt là cái gì cũng nói được. Không hổ danh là học trò của tao. Ăn nhanh nhanh đi con. Dạ. Chuẩn bị đi, chiều rồi. Lẹ lẹ đi, trời tối là mình làm pháp sự rồi. Vô cái cú này ha, thầy trò mình biến đi chỗ khác liền. Chứ dạ, ở đây chúng quánh sặc máu, hiểu không? Dạ. Vậy mình biến đi đâu vô bụ? Đi chỗ nào xa xa làm ăn. Dạ. Mày đó cũng phải khéo khéo cái miệng một chút đi. Người ta đang để ý mình đó, nhất là cái ông mà trưởng thôn. Trời ơi, tao sợ ông nhất. Hôm nay ông cứ địa tao hoài đó. Thầy, thầy điện thoại qua ảnh coi xong chưa vô bụng. Chờ chút xíu đi. Chuẩn bị đi, ăn lẹ lẹ đi. Dạ. Cứ ngồi ăn từng cọng vậy, chừng nào mới xong. Chờ tao đi điện thoại. Alo, xong rồi ha em. Ừ, được rồi, thầy cho tôi qua liền. Chuẩn bị cho đầy đủ nha. Ờ, cảm ơn. Tạm biệt, đi 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 đi. Nhanh đi con ơi. Xong rồi, lát nữa về rồi tao cho mày ăn mấy gói luôn. Cái thứ gì mà ăn ngày nào cũng ăn mì gói mà nó thèm thế gốm không. Bưng mày húp mẹ luôn đi. Coi chừng sạc. Xong chưa? Lên đường. Bữa nay nhảy cho giỏi nha. Nhảy không giỏi tao quánh chết á. Sư phụ. Gì? Mình thuộc môn phái nào sư phụ? Hả? Mình thuộc môn phái nào? Mình có cái phái nào đâu. Mình là phái lường gạt. Nhưng mà không vậy lẽ giờ ra nói phái lường gạt hay sao? Nếu ai hỏi con cứ nói mình thuộc phái Mao Sơn. Trời ơi, Mao Sơn người ta toàn là ăn cao lương mỹ vị, mình ăn mì gói. Ai nói mày Mao Sơn ăn cao lương mỹ vị? Mày thấy cái phái Mao Sơn này ăn cao lương mỹ vị chưa? Vậy chứ nó. Đây là hên là mình ở dưới đồng bằng đó. Con không biết chữ nho đừng có cãi thầy. À, Mao Sơn của mình còn được ăn đùi gà. Chứ nếu dịch đúng cái chữ ra thử coi, Mao là gì biết không? Dạ không. Mao là long, Sơn là gì? Sơn là núi, ở trên núi là ăn long không đó, không được ăn thịt đâu. Dạ. Thôi đi cho rồi. Sư phụ. Chuyện gì? Pháp sư mình tên gì? Hả? Pháp sư mình tên gì? Pháp sư. Pháp sư bữa nay hả? Dạ. Mấy bữa đi cúng tầm bậy không? Có đặt pháp sư đâu. Không chừng mấy con mẹ này nhiều chuyện hỏi mình không biết nói cái gì. Mày cứ nói là bữa nay mình đi diệt cương thi, mình cứ dùng như phim Tàu là cương thi đại pháp. Quá hay luôn sư phụ. Nghe con như vậy nó mới gom. Con nhớ rồi nè. Được rồi, thôi đi đi. Trễ quá rồi. Dạ. Đâu rồi, chiếc tiền vàng bạc đâu rồi? Đây hết rồi. Đâu? Đây con rải. Lấy ra rải đi. Thôi đi ra giữa đường rồi rải, rải làm gì nhiều tốn tiền. Dạ. Mấy bà có đâu có thấy ở đây đâu. Tới trước cửa nhà mấy bà con rải khí thế vô cho thầy. La lên cường thầy đại pháp, cường thầy đại pháp. Vậy dạ. Đâu rồi. Thầy ơi, giờ còn cái gì thầy muốn nói với tụi tôi cái gì nữa không thầy? Thầy cứ đếm tiền hoài sao tôi biết. Tiền này có đếm cũng có xài mẹ gì được đâu. À vậy hả? Thầy
thầy đứng thầy nhắm nhắm tưởng đếm được nhiều. Đang coi thử lễ vật như thế nào thôi. Lễ vật thì được rồi, đầy đủ lắm rồi. Dạ. Nhưng dạ, mà có một điều tôi muốn dặn, con cương thi này nó không phải là con cương thi bình thường. Con cương thi này hình như nó là con cương thi gì ghê gớm lắm. Trời, cương thi là phải ghê gớm chứ sao bình thường được. Theo nghiên cứu của mắt nhà nghề của thầy thì con cương thi này nó chỉ hấp thụ kim ngân vàng bạc thôi. Ủa vậy là sao thầy? Là sao thầy? Tức là nó thấy ai có tiền có của thì nó sẽ nhào vô, nó sáp vô, nó hao quá tiền, nó căng chảy máu cho tới chết thì thôi. Bây giờ tụi con phải làm sao? Cái gì vậy? Thầy nói không có là đẹp 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 đấy. Thầy mới nói là dạ sợ sợ la tội nghiệp bà sợ thôi mà bà la, tôi tưởng bà là cương thi đó. Chưa gì đó, la như con quỷ vậy à. Bình tĩnh đi, có thầy ở đây mà bình tĩnh lại. Dạ giờ tụi con phải làm sao đây thầy? Bây giờ như vậy, dạ, mấy cô đem hết tiền bạc vàng vòng đó gom lại một chỗ đi, bỏ trong cái bọc. Tôi sẽ làm phép xì bùa dán một cái lá vô trong đó, nó thấy nó sợ không bao giờ nó dám lấy của mấy cô, mà mấy cô cũng bình yên vô sợ. Thì sao thầy không lấy vàng vòng của thầy, thầy yếm rồi tụi con cho nó khỏe. Dạ. Vàng ở đâu ra, vòng ở đâu đây? Dạ. Không nhìn thấy hay sao? Dạ. Với lại của thầy là nó không bao giờ nó dám đụng vô. Đúng rồi. Con cương thi này nó lạ lùng hơn những người khác. Dạ sao thầy? Cô biết không, nó chỉ nhào cho những người nào mà đẹp, mà đeo vàng vòng nhiều thôi. Còn mấy bà xấu mà vô duyên là không bao giờ nó nhào vô. À, thầy ơi, vậy thưa thầy, cái nhan sắc của con cỡ nào vậy thầy? Từ xưa tới giờ thầy chưa bao giờ biết quanh cái giá trị cái nhan sắc. Tự mình nhìn nhận đi. Dạ. Cảm thấy tủi hổ nhục nhã khi mình xấu thì cứ đeo. Còn nếu không tháo ra đi, nếu không là chết bây giờ. Dạ thưa thầy. Chị đánh giá chị đi, chị coi chị được nhiêu? Cũng tầm thường lắm, chừng 9 nút mà. Trời ơi sao bà thách quá vậy? Gì nữa? Trời ơi, cái cỡ bà đi ra xã mà đi thi hoa hậu chấm là chỉ một điểm thôi đó. Thôi được rồi, ở trong xã này người ta nói tôi là cô đẹp không à. Thôi để tôi đưa được rồi, chị cứ đeo đi. Chứ tôi là tôi đẹp hơn chị rồi đó. Thôi tao hỏi thầy thấy nhan sắc con sao thầy? Nói chung là thầy không có quanh gia về nhan sắc. Tại vì thầy là một người tu hành. Dạ. Không bao giờ đánh giá nhan sắc. Nhưng nhìn chung mày không được mẹ, không được. Mày không được mẹ. Tính bài cào hay xì dách? Dạ cào đi. Bài cào hả? Dạ. Bà cào 5 nút là có cửa ăn rồi. Trời ơi, thầy điểm thôi. Thầy khiêm tốn chưa? Thầy nói thầy không đánh giá trời, nhưng mà thầy có giá trị. Trường hợp cái bù thôi. Thấy chưa, vậy phải lột ra thôi. Thôi lột ra đi. Bữa ta nói hồng nhan bạc phận mà. Khổ ghê vậy đó. Chị tháo tôi cái sợi hạt trai này đi. Trời ơi, bữa hôm á cái bà dì em đó bà. Mẹ nói độc thân mà sao nuôi trai nhiều vậy? Không phải, cái trai này là cái trai bà dì của tôi. Bả nhờ người ta đi lặn xuống dưới đại dương rồi bắt mấy cái con trai đó. Sao lẹ lẹ đi, dạ thì thịt dài quá. Hồi đó trai nặng lắm, khổ ghê vậy đó. Không có thời gian mà đứng lèm bèm hoài. Sao mà tức làm như ý trời nè không? Con cương thi nó tự nó gỡ ra luôn nè. Đó, dạ. Con không có đụng vô nha, tự động nó rớt cái bạc xuống đất vậy đó. Trời ơi, cái con cương thi này nó ghê quá à. Thầy ơi thầy. Dạ. Chiếc nhẫn này giả khổ tháo nha thầy. Đồ giả con mang hè chơi vậy đó. Nhôm nhiếc rồi đừng bao giờ tháo ra. Dạ, xong hết rồi. Cái nhẫn này con mới mua ở ngoài chợ nè, 3.000. Còn đôn tay này, cương thi ơi, cương thi, đôn tay này có 5.000 à, hạt giả này. Được hạt chưa? Rồi, đó. Bỏ hết vô một chỗ đi, gom vô, lấy giấy gói lại. Lấy cái này gói lại cho tôi. Gói lại cái thầy đi. Gói hết cho kỹ đi. Rồi. Đừng có thiếu món nào nha. Dạ. Thiếu món nào nó về nó trù chết luôn á. Nó không trù thì thầy cũng trù thôi. Bà cho tôi chiếc bông rồi đi, chiếc này đẹp. Ôi trời ơi. Bà nói mình đẹp rồi, phải tháo ra hết đi. Rồi vô để đây. Dạ xong hết rồi đó thầy. Dạ xong hết rồi đó. Thắp cho mấy cây nhang coi. Thắp nhang. Thầy chuẩn bị làm pháp sự. Đừng có rung. Mày rung dữ vậy đẹp. Trời ơi bà rung chứ tôi đâu có rung. Nghĩa tao mày cùng rung đi phải. Trời ơi sao ghê quá vậy. Rồi. Một lát hồi nó về bình tĩnh nha. Dạ. Phải kêu nó về thôi. Trời ơi, nó về rồi nó có đứng ở đây không thầy? Nó đứng đây cho nó chạy đi đâu. Trời ơi chết rồi. Làm gì vậy? Dạ sợ. Thầy nói không la hoài vậy. Dạ sợ. Chuẩn bị làm phép bà la cho cô đây. Tôi chưa trị ma là tôi phóng cây nhang trong họng bà. Dạ. Nhắm mỏ này đi. Đi qua bên này. Đi. Tao nhát mày còn nhát hơn tao. Người nhỏ con mà cái miệng to quá. Dạ. Thấy tôi không? Bự con miệng to không nói gì. Chuẩn bị để làm pháp sự. Hay thì có nha. Dạ. Cái giấy mà nó xuyên qua cây nhang mà nó cháy lủng cái giấy luôn. Trời ơi, đúng là phép rồi. Đó hả?
Ăn cái gì mà khôn vậy? Chửi mày ngu á. Lửa mà không cháy thì cái dây cháy. Cái này tôi chích bà còn cháy nữa chứ đừng nói gì dây. Lem bem hoài. Đi kiên đi cò. Yên lặng đi để tôi kêu nè. Đừng có sợ nghe. Dạ. Run run chút thôi đừng sợ nhiều. Thiên linh linh địa linh linh. Thần tài thổ địa thổ công hà bá cấp cấp. Quân luật linh cương thay phương nào mau xuất thiên. Thầy không có bảo đảm là nó có chặn bà ở ngoài đường hay không? Thôi thôi để con đưa đây, con đưa dẫn bà. Bà dễ sợ quá gì, bà gian với ai, bà gian với Cương Thi chi? Gian với Cương Thi hả? Thầy liếc bà thấy bà lận lận nó trồi lên một cục rồi. Gói lại đi dụ cho nó cho dễ. Đứng im nó đi. Chết mẹ rồi, rớt cái đèn rồi là nó gần xuất hiện, đừng vô. Trời ơi, để im nó đi, dằn tiền lên. Rồi đứng im, chuẩn bị làm pháp sự. Đốt nhang nữa hả, tao khói gì lắm. Làm cái này luôn đi cho nó tiền. Hồi nãy mới đốt giấy màu gì, màu vàng phải không? Bây giờ tới riêng màu đen. Màu đen nó kinh khủng hơn màu vàng. Đừng ý kiến nữa nghe bà. Nhắm mắt lại đi. Nhắm nữa hả? Thì linh linh, thì linh linh. Phương thi phương nào mau mau xuất hiện. Ngập kim, ngập nhân. Cái gì là nó hay tìm các cô để nó đòi lắm đó.
Nữa hả? Ôi, yêu làm đi. Trời ơi, còn cái gì nữa giờ vừa con có gì nữa đừng nói đòi quần áo coi trời ơi trời. Dạ rồi, để thầy suy nghĩ thầy làm phép dạ. Coi như thế nào. Dạ. Thiêm linh linh. Nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, tập tâm đi, nhắm mắt lại, đừng có ôm nhau nữa. Mỗi đứa có một nơi đi. Ôm thầy cũng được. Thôi đừng có ôm thầy. Cái gì hả? Cho ôm ai? Bà đứng bà tự ôm mình bà đi. Gì hả? Thiên linh linh địa linh linh gia chủ chịu cơm. Nha làm gì vậy? Sao mày hú nó? Tao hú hồi nào nha, nó trái tay tao hú chưa, tao hú màn nào vậy? Trời ơi, nghe trái kêu hú gì? Đi vô đi ông, mày ý kiếm. Ra chứ lại. Trời ơi. Ra lại. Nhắm mắt lại đi. Nữa hả trời ơi. Đường này mà mày đi ra đường này mà sao bây giờ mày đổi đồ mà mày lùng tục vậy? Con ở bên. Đừng có nói nhiều, đi vô đi, chừng nào hú rồi ra. Đi vô đi. Chừng nào thầy hú rồi con ra nghe chưa? Giả bộ no còn xỉu nữa hả mày? Vậy đi con. Trời ơi học trò tôi hiểu mà. Cuộc đời của tôi tôi mới phá được vụ án này. Mấy người thấy ông lừa chưa? Biết hai người là mê tín dị đoan nên ông mới lợi dụng đó, ông lừa, ông lấy tiền lấy bạc hết. Đúng không? Trời ơi, tiền vàng vàng của tôi đâu hết trơn rồi. Vậy coi. Tôi nói nghe là ông mà thần thánh gì, ông thần thánh là ông đó, ông trị tôi được rồi. Ông thấy tôi cũng xỉu rồi, là ông thần thánh này. Còn nhỏ này không phải là ma đâu. Nó là người thiệt luôn á. Nhóc. Dạ. Anh lừa mà. Anh lừa. Mà giải thích thì sao tí mày làm vậy? Không phải em đâu, ông ủa vậy không? Đó thấy chưa? Hai người thấy chưa? Thấy cái tội của hai người, một người thì mê tín, một con người thì thích khoái coi phim kinh dị và đâm ra cái nông nổi này nè. Dạ. Giờ dựng đầu vậy? Kêu vậy coi, dễ sợ quá. Chú ba. Dạ. Trời đất ơi, thì tới mà nhổ gì vậy? Kêu thầy đi vậy coi. Mà nhổ dạ. là tóc mai nhổ như lông gà coi. Ổng á, ổng bị ma nhát mấy lần. Có người dùng cách đó. Cách gì? Ổng mệt không ngủ đó. Tóc mai đâu? Trời đất ơi, thầy trò mày hay quá ha. Hay quá vậy mày. Ma đâu rồi? Ma đâu vậy? Ma đâu con nè.
Con nè, đứng dậy, chú ba đứng dậy đi. Lượm đây. Sao mày chơi vậy, nhát tao vậy? Ai biểu chú ba lừa gạt mấy người này, con phải nhát cho chú ba thôi. Đó, bây giờ chú ba bỏ chạy ra đi. Tiền vàng bạc người ta đâu, dám lấy hù tôi để phá muốn chết luôn vậy. Tôi cho mấy người hay nghe chưa, đừng có tưởng thầy cao tay ấn nghe chưa. Ông cao. Không, giờ tôi cao tay ấn thiệt. Không dám. Ở trong xóm này không ai cao tay ấn bằng tôi. Thiệt không? Tôi chỉ chỗ cho. Ở chỗ mày. Giờ tôi chỉ chỗ cho. Cái gì vậy? Là tao trả tiền, tao uống vừa mãi chứ. Thầy cao tay ấn, thầy không bao giờ sợ tầm bậy. Đừng có nói như vậy. Bây giờ không trả tiền vàng bạc tôi phải không? Tôi chỉ cho thầy cao tay ấn luôn lại chị không nè. Còn lâu, kiếm được thằng nào tôi chịu trách nhiệm cho. Kiếm được liền nè. Biết ai không? Ai? Trưởng thôn. Rồi, xỉu.